Sau đây Trúc Minh sẽ gửi đến quý khán giả bài thơ gợi về kỷ niệm của nhà thơ Dương Hồng Anh. Bên bờ suối vắng làm thơ, êm êm ngọn nước lững lờ xuôi dòng. Giữa ngàn hoa cỏ mênh mông, nhấp nhô phiến đá rêu phong mây mùa. Thả hồn theo với giấc mơ, gợi về kỷ niệm năm xưa tuổi hồng. Một thời chinh chiến long đong, một thời khói lửa cho lòng xót xa. Sông dài biển rộng bao la, thời gian nào đã xóa nhòa ước mơ. Vuốt nghiêng mái tóc sương thưa, bên bờ suối vắng nghe thơ lại về. Vài cơn gió nhẹ đê mê, cuốn theo lá rụng lòng sẽ sợi buồn. Hoàng hôn rồi lại hoàng hôn, trăng lên chiều xuống thả hồn nơi đâu. Suối ơi xin bắt nhịp cầu, non xanh nước biếc tươi màu mắt na xưa. Cảm ơn suối đẹp suối mơ cho thơ bay bổng sông ngã hồ mến na thương. Xin cảm tạ quý khán giả đã lắng nghe bài thơ gợi về kỷ niệm. Và những kỷ niệm thì không bao giờ xóa nhòa trong tâm trí chúng ta. Những hình ảnh quê hương chúng ta đẹp và quê hương chúng ta mộng mơ, quê hương chúng ta có tình yêu, có tình người biết đùm bọc vì chúng ta cùng sinh ra một bọc. Những câu ca dao mà ngàn đời chúng ta không thể quên được: bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Cam ơi thương ấy cùng chanh, ngọt chua tuy khác mà lá cành thì giống nhau. Dù ở một phương trời nào, phương trời xa, dù cách nửa quả địa cầu, dù cách một đại dương mênh mông rộng lớn, nhưng lòng chúng ta luôn thao thức, luôn nhớ về quê hương, luôn nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Gió lên bay chiếc lá vàng, thơm hương khóm cúc đài trang tuyệt vời. Vườn thơ khoác áo hoa tươi, mưa đang rơi nhẹ, mặt trời vắng đâu. Nắng mưa hoa vẫn tươi màu, câu thơ tâm sự theo nhau đi về. Bên vườn ngắt cánh hoa lê, rót vào thơ dệt tình quê tháng ngày. Vẫn còn gối mộng trên tay, vẫn còn thổn thức gió bay đương chiều. Tình người
nữ khách đăm chiêu, bến xưa biển biệt điều hiu chập chờn, hoàng hôn rồi lại hoàng hôn, thả thơ theo gió muôn phương xa vời, thả thơ theo nhạc chiều rơi, cánh chim xa xứ nhủ lời nước non. Tình quê một tấm lòng son, dù bao xa cách không mòn nhớ thương. Tình quê một sớm lòng son, dù bao xa cách không mòn nhớ thương. Xin cảm tạ quý vị, đó là những vần thơ của nữ sĩ Dương Hồng Anh. Và nữ sĩ này năm nay mới có 86, 87 tuổi thôi. Nữ sĩ này vẫn còn minh mẫn mà mỗi một ngày là sáng tác một vần thơ, một bài thơ. Và chúng mình rất là quý một người cao niên như vậy mà vẫn còn minh mẫn, vẫn còn sáng suốt và còn sáng tác từ những vần thơ hồi tưởng về quê hương mà đem trang trải cái lòng mình trên trang giấy thì quả thật là đáng đáng kính và đáng phục. Xin cảm tạ quý vị khán giả. Và thưa quý vị khán giả, cái bài thơ sau cùng này là một cái bài thơ để chúng ta cảm ơn nước Mỹ đã cứu mang chúng ta trên 40 năm qua. Mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Phới cờ hoa khắp nẻo đường, cờ hoa rực rỡ ánh sao vương. Mừng ngày độc lập tưng bừng đến, lễ hội vui tươi đẹp phố phường. Phất phới cờ hoa khắp nẻo đường, cờ hoa rực rỡ ánh sao vương. Mừng ngày độc lập tưng bừng đến, lễ hội vui tươi đẹp phố phường. Dòng xe vun vút trên xa lộ, trên những nẻo đường khắp đó đây, sức mạnh quật cường tuôn mạch sống, văn minh cơ khí vẻ vang thay. Ngắm khu thương xa người, mua sắm chen chúc nhau đi thắm nụ cười. Lộng lẫy ánh đèn bay nốt nhạc, hát lên từng điệp khúc xanh tươi. Rực rỡ cờ sao với pháo bông, thăng hoa hy vọng nở muôn lòng. Đi lên phía trước cùng chung bước, mừng đón tương lai chén rượu hồng. Xin cảm tạ quý khán giả đã lắng nghe bài thơ Mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Như vậy người già cũng còn minh mẫn lắm, là phất phới cờ hoa nẻo đường. Và chắc có lẽ là tác giả chưa có đi dự cái buổi diễn hành của ngày độc lập.
ở bên Hoa Kỳ này, chứ nếu mà tác giả mà được đi dự cái buổi mà diễn hành ngày lễ độc lập thì chắc hồn thơ còn lai láng hơn, và cái niềm mình cảm thấy rằng đây là cái nước Hoa Kỳ mà mình chọn, mình không muốn cũng không được, cho nên mình đã chọn làm quê hương thứ hai, và để cho con chúng ta, cháu chúng ta có một tương lai rực rỡ, vẻ vang và thành công nữa. Xin cảm tạ quý khán giả. Khi mà chúng mình có những buổi điện đàm với nhà thơ thì chúng mình thấy rằng nhà thơ Dương Hồng Anh sống rất là giản dị, hiền hòa và lúc nào cũng an nhiên tự tại với lại cái đời sống của mình, với những cái hiện tại mà những cái gì mà mình có, thì đó là một cái niềm hạnh phúc nhất, bởi vì chúng ta không có mơ ước nhiều. Đời sống chúng ta có những cơm no áo ấm và sống bên con cháu, những người thân, rồi bạn bè, rồi những cái buổi hội họp để chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống nơi xứ lạ quê người này, thì quả là một hạnh phúc, chứ không phải là đó là một cái buồn đau cho cái tuổi già của mình sống ở trên nước Mỹ này. Đến đây chúng mình xin tạm ngưng và xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới, và chúc quý vị khán giả có một giây phút để hạnh phúc và dồi dào sức khỏe. Xin tạm biệt.